Đào Bá Lộc đang trạng thái gây chú ý khi Sơn Tùng bị nghi đào nhạc thanh xuân. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Đào Bá Lộc vừa đăng tải một bức ảnh mới của bản thân với caption là đoạn lyrics gây tranh cãi. Như cơn mơ, thanh xuân như mưa rào thôi. Động thái này của Đào Bá Lộc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người nghi ngờ anh chàng đang ẩn ý về ồn ào khi ca khúc thanh xuân bị đào nhạc. Ca khúc bị tố đào nhạc bài thanh xuân chính là ca khúc Mụ rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP. Đoạn nhạc Omandi Omandi có nhiều điểm tương đồng với câu hát trong đoạn điệp khúc thanh xuân như cơn mơ, như cơn mưa. Tối 29 tháng 4, Sơn Tùng MTP chính thức ra mắt MV ca khúc Mụ rồi mà sao còn. Đây là sản phẩm comeback của Sơn Tùng sau khoảng thời gian khá dài vướng phải lùm xùm tình cảm và đào nhạc. Tuy nhận được nhiều ý kiến tích cực, nhưng Vận Xui có vẻ vẫn đeo bám anh chàng khi nhiều netizen đã chỉ ra phần điệp khúc của Mụ rồi mà sao còn rất giống với điệp khúc bản hit thanh xuân của Đào Bá Lộc phát hành vào năm 2017. Cụ thể đoạn nhạc Omandi Omandi có nhiều điểm tương đồng với câu hát trong đoạn điệp khúc thanh xuân như cơn mơ, như cơn mưa. Là một nhạc sĩ tài năng, tuy nhiên đây không phải là lần đầu Sơn Tùng MTP dính nghi án đạo nhạc. Đỉnh điểm nhất, MV Chúng Ta của hiện tại cũng từng bị YouTube gỡ khỏi hệ thống vì sử dụng beat trái phép của nhà sản xuất CC. Mặc dù sau đó mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, nhưng vụ việc này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Sơn Tùng và công ty. Ca khúc Mụ rồi mà sao còn không phải mặt comeback chính thức của nam ca sĩ, mà chỉ là món quà nhỏ anh muốn gửi tới người hâm mộ. Bài hát nói về nỗi lòng của một chàng trai khi trót say nắng một cô gái. Sau khi ra mắt, MV đã đạt thăng một trên top trending và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Tuy nhiên, ngay sau khi cư dân mạng phát hiện ra phần điệp khúc của Mụ rồi mà sao còn giống với điệp khúc bài hát thanh xuân của Đào Bá Lộc, netizen thậm chí đã làm hẳn một clip ghép hai ca khúc lại với nhau để so sánh. Khán giả đã quá quen với việc các sản phẩm của Sơn Tùng bị tố là đạo nhạc nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có thắc mắc vì sao Sơn Tùng lại đạo một ca khúc trong nước mà không phải nước ngoài. Hiện nay, cả bên phía Sơn Tùng và Đào Bá Lộc đều chưa đưa ra phản hồi gì. Tuy nhiên, phần bình luận của ca khúc thanh xuân đã bị khóa lại để tránh fan hai bên vào tranh cãi.